Hôm nay Mập sẽ làm một món dành cho những bạn thích ăn các món được nấu từ nước lèo nóng hổi mà không có thời gian chế biến, thì đừng bỏ qua món bún cá được nấu từ cá mòi hộp này nha. Cách nấu bún cá mòi rất dễ, nguyên liệu không phức tạp và không mất thời gian để chế biến. Chỉ cần 20 phút là Mập đã nấu xong món bún cá mòi nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn đó mọi người. Nên hôm nay Mập sẽ chia sẻ cách nấu để nồi nước lèo bún cá mòi thơm tròn vị và không bị tanh cá. Nguyên liệu và định lượng Mập có để trên video cho các bạn tham khảo. Đặc biệt khi nấu nước lèo, Mập sẽ dùng thơm để có vị chua nhẹ, vị ngọt thanh và bán đi mùi tanh của cá. Sau khi đã cho rau củ vào hầm để nấu nước lèo, Mập sẽ phi thơm hành tím và cho 3 hộp cá mòi vào xào để được thơm hơn. Rau củ hầm xong, Mập sẽ vớt ra và cho thơm cắt lát cùng cà chua cắt muối cau vào nhé. Về phần cá mòi, Mập sẽ cho một nửa vào nồi nước lèo, một nửa còn lại khi nào ăn thì Mập sẽ cho vào tô. Gia vị nêm cũng rất đơn giản, các bạn có thể nêm như trên video của Mập hoặc các bạn có thể nêm cho vừa ăn với khẩu vị của gia đình mình nhé. Món bún cá mòi này thì Mập ăn kèm với chả cá. Bạn nào không có chả cá thì ăn với cá mòi không thôi cũng rất ngon nè. Chỉ thị 16 vẫn tiếp tục nên Mập và mọi người cũng vậy, nên hạn chế ra ngoài nha. Bạn nào còn cá mòi hộp thì nên thử món này đi, ngon lắm, không làm các bạn thất vọng đâu.